Đó, bà tự đứng lên mới được cái nhà đi. Để cho bà đứng lên. Nhớ được không? Được mà. Rồi. Xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tý. Cả nhà ơi, ngày mới Tý xin chúc cả nhà an lành, vui tươi và hạnh phúc. Thì hôm nay Tý qua đây là Tý quay lại Tý thăm hai ông bà cả nhà. Là hai ông bà này là cụ ông là năm nay là 94 tuổi rồi, cụ bà năm nay là 88 tuổi cả nhà. Là cái này hơi gió, Tý sẽ cầm lên Tý nói rõ hơn xuống cả nhà nha. Là Tý qua ngày hôm nay là được sự trợ duyên của cô Mỹ, là cô có gửi qua cho Tý một số tiền để mua cái này cả nhà. Đây nè, cái này nè, đây để cho hai ông bà đi dễ cái nha, cái này dễ lên đi á, là ông bà đi cho nó dễ hơn á. Là Tý mua đây là với giá là 500.000 cả nha, không biết chỗ cả nhà bán như thế nào nhưng mà chỗ Tý là bán giá như vậy đó. Là cô Mỹ có gửi qua cho Tý là một số tiền, thì hy vọng Tý là hôm nay là qua đây mua để tặng cho ông bà, để ông bà di chuyển đỡ vất vả hơn cả nha. Tại vì Tý thấy ông bà đi á, mà ông bà đi khom hỏi luôn cả nha, thì hôm nay là Tý qua đây để đi thăm, thì cùng bà Tý cùng với Tý vào xem hai ông bà, xem còn nhớ Tý không cả nhà nhé. Đây đó, đó đó đấy đấy dạ à. Ôi chào ông bà nhé. Ôi giời, để cho con gắn cái mic dễ nói chuyện ông bà nha. Con nhỏ nữa. Dạ, con nhỏ. Ông bà còn nhớ con không? Nhớ con tên gì nhớ không? Tên Tý. Tên Tý nhớ luôn hả? Ôi giời, hay dữ ta. Hôm nay nè, con qua đây nè. Con mua cho bà cái này đâu, bà đứng dậy đi thử được không bà? Ờ, để đâu được á. Được không? Đâu, bà thử đứng lên được coi. Đúng rồi. Đứng này, dính đây nè. Đây này. Đứng lên. Đâu, bà tự đứng lên mới được cái nhà đi. Để cho bà đứng lên. Nhớ được không? Được mà. Đâu, bà tự đứng lên mới được cái nhà đi. Để cho bà đứng lên. Nhớ được không? Được mà. Đây nè. Cái chân sụp nha, có chân sụp nha. Dạ, đi vô nhà cũng được. Đâu đi thử xem nào, xem được không? Dạ. Đâu, có cái này đi đỡ lắm đó nha. Cái đó đi đỡ. Cái chốt dưới nữa. Chốt dưới nữa. Được á. Đi được không bà? Được. Đây, cái này là nhớ là này. Đúng rồi. Bà thử ngồi xuống giường có được không? Xem để tiếp xem thử cái bài di chuyển phút này sẽ có ổn không nha.
Bà đừng kéo cái này vào nha, bà phải... đó, cái đây chứ bà đi, bà đừng kéo vào, bà kéo vào là nó té rồi đó. Rồi bà đi, bà cái tay để đây nè, đúng rồi, cái tay để đây nè, cái tay bà đây nè, đúng rồi, để mình dính cái người mình đó bà. Rồi bà đây, thử con xem nào. Đó. Bà có cần nâng cái này cao lên xíu không? Không. Bao nhiêu đây là đủ rồi đúng không? Đủ. Cái này là cái loại inox đấy cả nhà. Wow. Đúng rồi, đúng rồi, cứ từ từ đi nha. Đúng rồi. Có mình bà là đi chuyện khó rồi cả nhà. Còn ông đi là được. Không. Bà đi được nha. Bà đi được à? Được đúng không ông? À, được. Ông có cần cái này không? Còn nữa. Cần đúng không? Ông không vẫn cần ban đêm con gì con đi cũng được đúng không? Được. Được. Thằng nào đến chút. Rồi, quay ra đây này, cái này thì mình kéo xuống đây này để mình dựng nó xuống để mình ngồi nha bạn. Đang nghe. Ôi trời ơi, mệt. Khổ quá. Nên là bà đi, nếu mà bà đi ngủ đi vậy thì con để đây này nha bà nha. Bà cần đi thì bà đi cái này. Con vô ngồi đây luôn cũng được đây không nè. Con ngồi đây cũng được, con ngồi cái bà cho vui. Ngồi đây luôn đây. Ra rồi được rồi. Dạ lâu bà vẫn còn nhớ con rõ ràng luôn hả? Nhớ nhờ. Hay dữ ta. Nhớ rõ luôn cái nhà ấy là ông, hôm trước là ông nói là ông bị lẫn rồi đấy, nhưng mà vẫn còn nhớ tí rõ ràng luôn á, rất là may mắn luôn. Bà còn nhớ luôn hả? Nhớ hay vậy ta. Hôm trước bà cho bao nhiêu này nhớ không? Hôm trước cho bao nhiêu nhớ không? 3 triệu đó. 2 triệu. Hai triệu. À con bà sao con bà sao rồi? Con bà hôm trước là bị tai nạn á, sao rồi không? Nó cho nó đi Sài Gòn lại, bây giờ lại đi đâu nữa đâu. Bây giờ chuyển lên Chợ Rẫy rồi hả? Rồi. Ôi, chuyển lên Chợ Rẫy là nặng lắm á. Nặng lắm, bởi nó khách mà. Ôi. Đi, muốn rượu một tí mà, ác nó ác nghiệp nữa. 12 giờ, chưa. Mà đi vô tay, hai tay vô cũng chia. Mà bởi mặt chia đang đậu. Ừ. Mà nó vô cái tâm. Cũng nhiều quá mà đi chạy uống rượu vô xe người ta mà lấy gì nên đi xe người ta đậu trong đường vừa lời á, tung vô nó xây tung vô cho hay đây là phải tung lâu thì nó cũng có tiền, mà nó không có tung đồng thiếu nợ đi, không có đồng thiếu nợ đó, đi xin nhân mà. Ông bà hôm nay nè, hôm nay con qua đây thì ông bà nhận cái món quà này, ông bà có vui không? Hả, à, vui không không? Đấy, hôm nay là con vua đây là con mừng lắm á. Là cô Mỹ có gửi qua cho con một số tiền. Nói là lấy cái này cho mua cái này cho ông bà để ông bà di chuyển cho dễ thi hơn. Cô Mỹ là hiện tại bây giờ là cô đang ở Sài Gòn. Dạ, đó là cô có gửi qua bao nhiêu đây là hôm nay là con qua đây nè. Là cái việc chính của con là tặng cái này cho ông bà để cho ông bà dễ di chuyển. Bà có cảm thấy mừng khi mà được nhận món quà này không? Mừng chứ. Vâng ạ. Đây, cái này có cái này là bà đi là đỡ lắm á. Từ ngày bà đi mà không có cái này dịnh là bà đi khổ lắm đúng không? Không,
cái này không có té. Không, cái này không té đâu, cái này con mua là đúng bài đúng không? Đúng bài không ạ? Sướng không? ông cũng có cần cái này không? Còn chứ. Cần hả? Ông năm nay là 94 rồi cả nhà. Mà phải là nói lẳng nhưng mà cũng có lúc là lẳng nhưng mà vẫn nhớ tí tí hay lắm cả nhà. Hai ông bà ăn cơm chưa? Ông bà có thể giới thiệu lại tên của ông bà lại một lần nữa cho tụi con biết được không? Biết chưa? Ông tên gì? Nguyễn Rời. Nguyễn Rời, bà tên gì? Trương Thị Thương. Trương Thị Thương hả? Rời Thương, Thương Rời. Đẹp quá nha. Ông bà giống như là cặp đôi là hạnh phúc nhất thế giới luôn cả nhà. Vậy mà ở Mỹ nó dài nè. Dạ. Sống Mỹ dài cũng được. Xưa giờ mình lấy nhau mình có cãi lộn chạy với nhau gì không? Không đâu hả? Hồi xưa vậy là chắc là yêu thương nhau lắm đúng không? Mà tổng là bao nhiêu đứa con trước nói không quên rồi. 4 đứa. 4 đứa. 4 đứa hả? Là giờ qua đây ở luôn là như vậy, hai ông bà là ở từ xưa giờ luôn. Wow, 90 năm cuộc đời cả nhà. Người ta nói là cuộc sống 60 năm cuộc đời. Ôi, ông là 94, bà là 88. Là năm nay là ông 95, bà 89 rồi đúng không? Wow, cả nhà ơi, cái đó là gọi là một cuộc tình viên mãn. Cái này là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới luôn cả nhà. Có nghe nếu mà tí đặt cái tựa đề mà gọi là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới là cả nhà có hợp lý không cả nhà? Hôm nay ăn cơm cái gì vậy ông? Ăn cơm lại cá. Ăn cơm lại cá hả? Lại cá nữa hả? Gửi người ta mua không? Gửi người ta mua. Có thấy con đi hay đi ngang qua đây ngày nào ông bà cũng ngồi ngoài đây hả? Ngồi nó cho nó cho tiền. Dạ. Nó đi đâu được. Mà đi đâu hết rồi. Mà chưa thấy cha dạo không? Tiền dạo hết rồi hả? Dạo hết rồi. Tiền về bữa ai cho luôn tâm hả? Hôm trước con cho 2 triệu là hết luôn hả? Hết rồi. Con hết rồi. Mua thuốc hả bà? Mua thuốc uống nè. Thuốc uống nhiều lắm hả? Thuốc uống nhiều lắm. Uống như cốt này đâu nó cũng đi được. Dạ. Uống như ngon người. Thế là hôm trước cho 2 triệu rồi, cũng mới đây là cũng chưa được nửa tháng đâu, nhưng mà cũng mới đây mà thuốc uống rồi. Hay lại là ông bà mua thuốc nhiều lắm á. Không có nhiều. Vậy là ông có ấy không? Ông có uống thuốc không? Không rồi, thuốc là nhỏ. Hay là ông cũng uống, bà cũng uống luôn, hai ông bà đều uống. Mà mệt quá trời luôn cả nhà ơi. Thôi đừng nói cho mày mà. Không có sợ hả? Không có sợ chết hay sao mà cứ nói chết hoài vậy? Không sợ luôn hả? Lại chết đi mà bỏ ông một mình đây có tội ông không? Bà mà mất đi là ông ở một mình, ông thấy ông buồn không? Sao không buồn hả? Không giữ trước, thằng cũng chết. Không mình không, 3 ngày 4 ngày cũng chết rồi. Mình nó chết rồi thì chết nữa. Đã chết thì nữa là hết. Ấy ông nói là bà mà chết khoảng mấy ngày là ông chết theo luôn hả? Chứ nhớ chi. Thì nó thấy thương cả nhà, cũng là cặp đôi hạnh phúc luôn á. Nếu mà như vậy là kiếp sau có muốn ông muốn lấy nhau nữa không? Ông bà kiếp sau nếu mà có kiếp sau ông bà có ông bà có muốn ở với nhau nữa không? Ở. Vẫn ở hả? Wow, thấy thương cả nhà, thấy xúc động không? Con cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của hai ông bà luôn á. Hay là nếu mà có kiếp sau vẫn là vợ chồng luôn. Bà cũng muốn đi như vậy không? Muốn luôn hả? Bà bây giờ hiện tại bây giờ bà có thương ông nhiều không? Ông có thương bà không? Thương lắm hả? Hay thương ông cái nhà ơi. Nói ra những cái câu mà thật sự là rất là hay luôn. Ông bà thấy đấy, dạo này là gọi là bây giờ giới trẻ bây giờ là rất là nhiều người họ bỏ nhau rất là nhiều. Bỏ nhau rất là nhiều luôn, nhưng mà riêng ông bà mà đến năm nay là gần 90 tuổi rồi là cặp đôi là
hạnh phúc nhất thế giới luôn. Con chưa thấy, chưa có thấy ai mà gọi là có một tình gọi là viên mãn đến như vậy, chưa có thấy ai luôn bao giờ luôn. Mà ông bà tới bây giờ là vẫn gọi là viên mãn luôn, rất là tuyệt vời. Con cảm thấy gọi là một cái tình yêu gọi là không tính tuổi tác nữa. Chết đối chết thì cũng vậy hết, cũng muốn là thương nhau rồi, nhiều miếng thôi thì tôi chết thôi, tới răng lông đầu bạc luôn. Tới giờ cha thì chết hết rồi, chứ mà mình chết ngày chết ai, tới cái người nào cái người bà con mình đi chết thì chết người nào chết trước chết rồi chết thầu thì chết tôi chết. Đây là ấy ông nói là nếu mà bà mà có ra đi thì ông không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, sống chi. Nhưng mà nếu mà mình chưa tới số thì sao? Không, chưa tới số cũng chết rồi. Không nói vậy được. Không chết đó. Chết. Nếu nó có cái tâm hồn rồi. Bà có muốn như vậy không? Có chứ. Có. Vì mình chết, bà chết trước, mình chết sau, chết không chịu. Mình chút nữa. Mình chút chút chí thì chút. Dạ. Dạ đâu. Thì mình đâu có trẻ nữa, mình sợ mình già rồi. Dạ. Thứ hai là già thì không có sợ chết nữa. Đó là ông bà thì cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi. Bây giờ... vui khó buồn khó, nhưng mà ông bà chịu bỏ qua những cái khuyết điểm. Nhưng mà có bí kíp nào để ông bà là sống mà hạnh phúc đến bây giờ không vậy? À con ông ơi. Không. Ông có bí kíp gì không là để cho giữ cái một cuộc tình hay là dịp mối tình viên mãn đến như vậy không? Không. Không có biết kiếp nào luôn. Không biết á. Nước định rồi ai biết nó đó chứ còn. Nhịn hả? Không biết. Không biết nhịn hả? Không biết nhịn không. Bà cũng biết nhịn luôn. À, có khi nào ông bà cãi nhau một chặng lớn không? Hồi lúc nhỏ đấy. Hồi lúc mà còn trẻ đấy. Chắc có chứ đúng không? Có chứ. Cái đó có chứ. Cái đó có. Hay là vẫn có cãi nhau nhưng mà mình bỏ qua cho nhau là sống tới bây giờ luôn. Bỏ qua. Thấy hạnh phúc không cả nhà? Cả nhà nếu mà tí gọi là đây là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới là cả nhà xem có hợp lý không cả nhà nha. Thấy thương không? Và đây bây giờ là cuộc sống khó khăn như vậy nè. Mà ông bà vẫn cứ nương tựa vào nhau để sống. Đó, ngày hôm nay nè là ông bà cảm ơn chúng con, đó là cảm ơn cô Mỹ ở thành phố ở Sài Gòn á, đã ủng hộ hai ông bà là một cái nạn để đi này gọi là cái nạn ở nhóc này nè. Dạ ông bà cảm ơn giúp con là cô Mỹ. Chị biết con không? Dạ. Đây ở trong đây gia đình này thấy con là hạnh nhất, trước tới đủ tư cách hết rồi. Dạ. Con trước tới đây này giường này. Không, cái này con không phải mua giường. Giường là hành lần ấy. Giường là người khác mua rồi. Con là cho tôi ông nè, con có mua gạo này, con mua cái này nè. Đây, người khác cho như thế này nè. Mua cái này. Nói chung là con là cho tiền ông bà nhiều. Với tao con là con chưa có ấy. Chứ con chưa có mua đồ cho ông bà. Mua đồ. Tại vì con hiểu rằng là ông bà cần tiền nhiều hơn, thì ông bà một không thúc uống. Dạ. Dạ. Thường... ông bà như vậy này ban đêm ngủ có ngon không? Không có ngủ. Không có ngủ. Không ngủ. Có sao đi vậy? Không ngủ được. Thức nguyên đêm ngủ không hả? Ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy. Ban đêm ban ngày cũng vậy. Bây giờ nếu một ngày như vậy là ông bà ngủ khoảng mấy tiếng? Không biết, không có trời ngủ gì hết. Không ngủ luôn hả? Ngồi cái góc thì nghe ra dồn xe nó chạy à. Thế là ban đêm cũng không ngủ luôn? À, không ngủ. Ôi. Ngày cũng không ngủ nữa. Không ngủ là làm thế chị. Để vậy là ban đêm. Nếu ban đêm là hai ông bà cứ ngồi đây luôn. À, cứ ngồi. Đó. Đêm thì ông... bà nằm dễ cứ ngồi nằm đây. Cứ ngồi đây cứ coi này. Làm chứ thì... tay nhức cưng nhức kêu kêu dậy rồi tôi dậy tôi thức giấc ngủ
chó sủa đồ che chạy lung tung. Vậy là hôm nay là con qua đây là chủ yếu là con qua đây con tặng cho ông bà cái này là vì con cũng nhận từ gọi là trợ duyên từ cô Mỹ là có tặng cho hai ông bà một cái là con nhận được một đó cũng trao cho bà như vậy thôi. Chắc hôm nay là chắc con có kết thúc video tại đây, con phải về con đi công việc con nữa con bà. Dạ thì hôm nay cả nhà chắc là tí kết thúc video tại đây. Con xin chúc hai ông bà cứ mãi như vậy, mãi có sống thọ để mình yêu nhau, gọi là yêu nhau đến cuối đời luôn. Con xin chúc hai ông bà nhiều sức khỏe. Cái nhà tiếp cũng xin chúc cả nhà bạn sự như ấy, một năm bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Dạ.